Biến đổi khí hậu với nguyên nhân chính từ sự gia tăng phát thải khí carbon và các khí nhà kính khác cùng hiện tượng thời tiết cực đoan, thực trạng ô nhiễm môi trường là những thách thức toàn cầu lớn hiện nay. Và vào sáng ngày 18 tháng 8 vừa qua tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên minh Doanh nghiệp vì Môi trường Việt Nam đã tổ chức buổi hội thảo Hợp tác doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong giảm thiểu carbon, xu hướng và cơ hội. Theo các chuyên gia, biến đổi khí hậu với nguyên nhân chính từ sự gia tăng phát thải khí carbon và các khí nhà kính khác cùng hiện tượng thời tiết cực đoan, thực trạng ô nhiễm môi trường là thách thức toàn cầu lớn hiện nay, đặt ra yêu cầu thay đổi thói quen sản xuất và tiêu dùng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các từ khóa giảm thiểu carbon, phát thải ròng bằng không net zero và trung hòa carbon, hành động khí hậu, thị trường tín chỉ carbon ngày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Trong bối cảnh trên, lộ trình xanh hóa Việt Nam và phát triển bền vững đòi hỏi sự vào cuộc của toàn nền kinh tế, đặc biệt là sự tham gia có trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, từ đó tăng khả năng tác động, lan tỏa để tạo giá trị chung. Tại nhiều quốc gia phát triển, hợp tác tạo giá trị chung đã trở thành xu hướng mới so với các hoạt động hợp tác trách nhiệm xã hội truyền thống, khi các doanh nghiệp biến các thách thức xã hội, môi trường trở thành cơ hội, chiến lược kinh doanh bền vững. Hợp tác giữa tổ chức và doanh nghiệp sẽ đóng góp tích cực trong mục tiêu giảm phát thải và bảo vệ môi trường, tạo động lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh có trách nhiệm, nâng cao vị thế, uy tín thương hiệu và hướng tới đạt được lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường bền vững.